Như quý vị đã biết, Vidu là một nền tảng học tập trực tuyến dành cho các em học sinh phổ thông. Chúng tôi đã nghiên cứu và phát triển Vidu từ tháng 7 năm 2017 đến tháng 8 năm 2019 thì chúng tôi ra mắt và phát triển. Với kinh nghiệm làm trong lĩnh vực giáo dục 14 năm qua, cũng như là kinh nghiệm về công nghệ thông tin đã giúp chúng tôi triển khai Vidu một cách nhanh nhất. Sau 2 năm triển khai thì hệ thống Vidu chúng tôi đã có gần 10 triệu lượt người tham gia trên hệ thống. Trong thời gian giãn cách của dịch bệnh Covid thì chúng tôi đã giúp gần 40.000 trường thực hiện việc kiểm tra đánh giá trên hệ thống Vidu. Và chúng tôi tự hào là đơn vị duy nhất tổ chức thành công một sân chơi đấu trường toán học với số lượng học sinh tham gia lên đến 200.000 đồng thời. Vidu chúng tôi sẽ tiếp tục tiên phong đưa công nghệ thông tin 4.0 vào lĩnh vực giáo dục bằng việc giúp các trường ứng dụng công nghệ thông tin để tổ chức kiểm tra, đánh giá cũng như giảng dạy một cách tốt nhất. Do đó, 2022 chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai và mở rộng sân chơi đấu trường toán học lan tỏa ra 63 tỉnh thành. Ngoài ra, chúng tôi sẽ mở thêm phần nội dung cho các môn học khác như tiếng Việt cộng với toán tiếng Anh. Đồng thời, chúng tôi sẽ nghiên cứu các công nghệ thông tin mới nhất để đưa vào Vidu, giúp cho các nhà trường có thể tổ chức kiểm tra đánh giá một cách tốt nhất trên hệ thống Vidu. Khi mà lượng người dùng mà tăng lên một cách đột biến như vậy thì cũng có khá nhiều thách thức đối với đội ngũ kỹ thuật chúng tôi. Thì thách thức đầu tiên của chúng tôi đó là phải cải tiến cũng như xây dựng chức năng làm sao để phù hợp với đa dạng người dùng. Thách thức thứ hai của chúng tôi là khi mà lượng người dùng tăng lên thì lượng data chúng tôi phải lưu trữ cũng như xử lý cần phải rất lớn. Vì vậy chúng tôi cần một hệ thống hạ tầng ổn định. Để giải quyết vấn đề thứ nhất thì chúng tôi phải khảo sát ý kiến của học sinh, phụ huynh cũng như giáo viên nhà trường để có thể đưa ra được những chức năng và cải tiến phù hợp nhất đối với họ. Để giải quyết vấn đề về hạ tầng, chúng tôi đã tìm kiếm cũng như thử nghiệm một số dịch vụ cung cấp hạ tầng của các công ty trong nước cũng như nước ngoài và chúng tôi đã quyết định sử dụng dịch vụ FT Cloud cho hệ thống của chúng tôi. Hiện tại chúng tôi đang sử dụng hai dịch vụ của FT Cloud là hệ thống máy chủ ảo của FT Cloud. Thì hệ thống máy chủ ảo này chúng tôi sẽ chủ động tạo ra số lượng máy mà chúng tôi mong muốn. Dịch vụ thứ hai mà chúng tôi sử dụng của FT Cloud là hệ thống sao lưu backup dữ liệu. Hệ thống này giúp chúng tôi sao lưu cũng như khôi phục lại dữ liệu khi chúng tôi cần. Chúng tôi quyết định sử dụng dịch vụ của FT Cloud vì họ có chất lượng dịch vụ tương đương với đối tác nước ngoài. Hơn thế nữa, họ có lợi thế về đường truyền trong nước, khả năng support cũng như chi phí hợp lý. Sau khi sử dụng dịch vụ của FT Cloud thì vấn đề chịu tải của hệ thống chúng tôi đã được giải quyết. Hiện tại hệ thống chúng tôi có thể chịu được trên 100.000 lượng người dùng đồng thời mà hệ thống vẫn hoạt động ổn định. Sau một thời gian sử dụng hệ thống FT Cloud thì chúng tôi nhận thấy đội ngũ chuyên gia của FT Cloud rất chuyên nghiệp. Họ chủ động đưa ra các giải pháp giúp chúng tôi tối ưu hóa hệ thống cũng như chi phí vận hành.